mình đang tập nhảy ở đây hả? Xin hỏi các bạn, ở đây có ai có cái cao kiến gì để giúp anh là xem là một ngày nếu như mà mình không xả rác thì cái rác đó mình có thể sử dụng là làm cái gì không? Sửa lại quá. À, sửa lại là tái chế đúng không? Bán cho mấy cô mà ve chai để cho vừa. Hay quá, nãy giờ mà tôi ngồi tôi nghĩ hoài không ra luôn á. Bán ve chai là vừa tiết kiệm được môi trường, là tiết kiệm cho bản thân vừa bảo vệ được môi trường đúng không? Hay quá, cảm ơn các bạn. Cao kiến. Puzzle đang có một cái sáng kiến là sẽ thử làm hai cái chai thành một đôi dép. Puzzle làm thử xem nó như thế nào. Thôi, gì vậy? Em làm một chiếc dép anh. Rồi nhớ mang nghe. Mang chứ sao không? Ai ơi. Xấu xí. Sợ gì? Dép sợ ngon. Đây cũng được hả? Đây có vẻ là một chiếc dép nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà nếu như mà dễ tính một chút thì chúng ta cũng có thể ứng dụng nó trong cuộc sống này. Khoan đã, nhưng mà Basso có chắc là cái chiếc dép Basso làm ra là sử dụng được không? Định gài tôi nè. Định gài tôi là đi cái đôi dép này đi hoài nè. Được rồi, tôi sẽ làm và mang nó trong quá trình thực hiện ngày hôm nay. Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Dám làm hai chiếc. Làm hai chiếc đi đứt làm sao? Trời ơi, đi khó khăn quá vậy. Khoan khoan bác cô. Thế sao giờ chân là chiếc khó chứ không vậy, vậy đâu? Ủa? Xả rác rồi. Chết rồi, đâu rồi ta? Đang mang ngon chân mà. Trời ơi. Đây. Basso thiếu kinh nghiệm cho nên làm nó không có được tốt. Nhưng mà bây giờ thôi kệ. Các bạn hãy nhớ bật H7 vào lúc thứ 5 hàng tuần 22 giờ để đón xem chương trình nha. Và nếu các bạn quên mở TV thì có thể theo dõi trên kênh YouTube của MCV Media. Đừng quên nhấn nút subscribe. Thắc mắc những yêu cầu của các bạn về cho chương trình thì hãy gọi ngay tới hotline là 0989 089 413.